Càng test cho anh khách hàng ở Cẩm Khê, Phú Thọ, SG120. Con này thậm chí còn chưa mở ốc anh em nhé. Đây là đèn cao thấp 2, 4, 6, 8, 10 cần gạt, chung cho hai vế loa. Còn nút này là nút có lọc và không có lọc à. Nghĩa khi chạy là nếu anh em cắm đường vào số 1 thì anh em không chỉ bấm mỗi nút giữa, chỉ bấm mỗi nút giữa. Còn đây là đường vào tép, nếu anh em bấm, nếu anh em chạy. Còn nút này không dùng đến nha, không được bấm. Hàng mạng, hàng đấu giá bao đẹp cho anh em. Khi cắm tín hiệu thì anh em cắm như sau. Điện 100V. Đây là đường nhạc vào. Còn đây là đường xuất tín hiệu xuống âm ly hoặc cục đẩy. Đó. Còn đây là đường vào tape này, cắm vào lỗ play. Hàng bao đẹp, bao zin cho anh em. Có lọc nhạc thì nó như gọi là trái tim của bộ dàn âm thanh ấy. Các bác nghe nhạc nó sẽ hay hơn rất nhiều luôn. Ngoài kia mưa đầy trời, con chim ở trong lầu, con chim.